Tấn Trường sẽ làm gì? Không vào, tuyệt vời. Một pha bắt bài và đổ người kịp thời của thủ môn Tấn Trường. Anh đã cứu cho Bình Dương một bàn thua trông thấy. Cản phá một quả penalty là những tín hiệu hết sức lạc quan. Lại là Tấn Trường. Nhưng lần này thì bàn thắng đã đến cho FC Tokyo rồi. Hãy xem lại tình huống này. Đúng là có sự tranh chấp giữa thủ môn Tấn Trường và cầu thủ của FC Tokyo. Điểm bật nhảy của thủ môn Tấn Trường vẫn trong vòng 5m50. Khu vực vẫn được coi là bất khả xâm phạm của các thủ môn. Sự tác động vừa rồi đã khiến cho...